Chào mừng các em học sinh đã đến với giờ học âm nhạc lớp 4. Tiết 11, ôn tập bài Khăn Quàng Thắm Mãi Và Em, tập đọc nhạc số 3. Đầu tiên mời các em đến với hoạt động thứ nhất, ôn tập bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Và Em. Và trước khi chúng ta ôn lại bài hát, mời các em cùng luyện thanh với cô nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại giai điệu của bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Và Em, nhạc và lời của nhạc sĩ Ngô Ngọc Báo. Vừa nghe xong giai điệu bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Và Em. Bây giờ cả lớp chúng ta cùng hòa thanh lại bài hát này với nhau nhé.
Tiếp theo chúng ta sẽ hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo nhịp. Gõ đệm theo nhịp là gõ đệm vào phách mạnh ở đầu ô nhịp. Và mời các em chúng ta cùng thực hành nhé. Chúng ta vừa ôn xong bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em, nhạc và lời của nhạc sĩ Ngô Độc Báo. Và mời các em chúng ta bước đến hoạt động thứ hai. Chúng ta học tập đọc nhạc số 3 cùng bước đều. Đầu tiên, cô mời các em chúng ta cùng nghe qua bài tập đọc nhạc số 3 cùng bước đều nhé. Vừa nghe qua giai điệu của bài tập đọc nhạc số 3 cùng bước đều. Giai điệu của bài tập đọc nhạc này rất là vui tươi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu và khám phá về bài tập đọc nhạc bằng cách là sẽ trả lời cho cô ba câu hỏi bên dưới. Câu hỏi số 1, bài tập đọc nhạc số 3 viết ở nhịp mấy? Câu hỏi số 2, bài tập đọc nhạc số 3 có mấy ô nhịp? Câu hỏi số 3, bài tập đọc nhạc số 3 có mấy câu? Các em có 10 giây để suy nghĩ. 10 giây, bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi, các em đã có câu trả lời của mình chưa nào? Bây giờ cô sẽ giải đáp từng câu hỏi, xem coi chúng ta đã có đáp án đúng chưa nhé. Bài tập đọc nhạc số 3 được viết ở nhịp 24. Bài tập đọc nhạc số 3 có 12 ô nhịp. Bài tập đọc nhạc số 3 có 2 câu. Có bạn nào trả lời đúng hết cả 3 đáp án này không nào? Và cô khen ngợi những bạn nào đã có câu trả lời đúng ở 3 câu hỏi này nhé. Những bạn nào trả lời chưa chính xác được 3 câu hỏi thì chúng ta sẽ cố gắng ở 2 câu hỏi tiếp theo. Cô có hai câu hỏi kế tiếp. Mời các em nghe và suy nghĩ trả lời. Câu hỏi thứ nhất, bài tập đọc nhạc số 3 sử dụng những tên nốt nào? Câu hỏi số 2, bài tập đọc nhạc số 3 có sử dụng những hình nốt nào? Cô sẽ cho các em 10 giây để suy nghĩ và 10 giây của các em bắt đầu. Thời gian suy nghĩ rồi, các em đã có đáp án của mình chưa? Bây giờ cô sẽ giải đáp nhé. Chúng ta xem coi chúng ta đã trả lời đúng chưa nào.
Bài tập đọc nhạc số 3 sử dụng những nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Son. Bài tập đọc nhạc số 3 gồm những hình nốt đen và hình nốt trắng. Mời các em chúng ta nghe qua cao độ 5 nốt Do, Re, Mi, Fa, Son. Các em chú ý là chúng ta sẽ đọc cao độ cả đi lên và đi xuống nha. Bây giờ mời các em cùng luyện tập. 1, 2. Mời các em luyện đọc và gõ mẫu tiết tấu. Các em chú ý, hình nốt đen chúng ta sẽ đọc là anh ta, hình nốt trắng chúng ta sẽ đọc là ta a, và chúng ta sẽ gõ vào âm ta không gõ vào âm a nhé. Các em theo dõi cô thực hiện mẫu. Ta 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 a ta 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 a. Mời các em chúng ta đọc qua tên nó theo tiết tấu. Các em hãy kiểm tra lại xem chúng ta đã đọc đúng chưa nhé. Bây giờ thì cô mời các em chúng ta cùng nghe qua giai điệu của câu 1. Cô mời các em chúng ta cùng đọc lại nhé. 1, 2. Chúng ta đến với câu số 2. Mời các em chúng ta đọc qua tên nó theo tiết tấu. Em hãy kiểm tra lại xem chúng ta đã đọc đúng chưa nhé. Đồ xón, đồ xón, pha, ý, ê, đồ, ê, đồ. Mời các em chúng ta cùng nghe qua giai điệu câu số 2. Chúng ta cùng lặp lại nhé. 1, 2. Bây giờ thì các em sẽ nghe cô xướng âm rắc câu 1 và câu 2 của bài tập đọc nhạc này nhé. Đồ son, đồ son pha, mi re đồ re mi. Đồ son, đồ son pha, mi re đồ re đồ. Cô mời các em chúng ta thực hiện lại nào. 1, 2.
Cô mời các em chúng ta cùng sướng lại toàn bộ bài tập đọc nhạc số 3 cùng bước đều. Các em chú ý là lần 1 chúng ta sẽ đọc nhạc với ký hiệu bàn tay và lần thứ hai thì chúng ta sẽ hát lời ca cùng với ký hiệu bàn tay. Nào chúng ta bắt đầu. 1 2 Vậy là chúng ta đã thực hiện xong nội dung của tiết học ngày hôm nay rồi. Chúng ta ôn tập bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em và học bài tập đọc nhạc số 3 cùng bước đều. Tiết học của cô trò chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các em vào tiết học của tuần sau nhé. Chào tạm biệt.